À, trái Cua Bắp mình cũng mến chào cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền đất nước nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ về cách để làm một cái thang ăn cả nhà. Thì cái thang này thì nó bốn chân, nó giống như một cái ghế nhưng mà mình làm cho nó cao. Thì thường thường mình cũng kêu là cái ghế cao ăn cả nhà. Đó, ghế cao mà thang bốn chân thì cũng nó. Thì ở đây mình có một cây sắt hộp là 20 vuông nha cả nhà. Đây là 20 vuông. Đây là con 20 vuông. Thì cái thang này mình làm nó chiều cao là 1m2 nha. Rồi mình cũng kính mời quý cô chú anh chị và các bạn xem mình làm như thế nào nha. Cái thang này có đẹp và nó hiệu quả hay là không nha. Cả nhà xem video mình thấy có hữu ích nhớ đăng ký và cho mình like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Rồi thứ hai nữa là cả nhà cho mình một cái bình luận góp ý để mình học hỏi thêm kinh nghiệm nha cả nhà. Rồi cho mời cả nhà cô chú anh chị và các bạn xem mình làm như thế nào nha. Rồi bây giờ sắt mình đã cắt gọn ra hết trơn nha cả nhà và các bạn. Thì ở đây mình xài những cái cây ngang á, là vuông 14 nè. Cái này là vuông 14 nha. Mình ra chợ mình kêu người ta vuông 14 thì người ta sẽ bán cho mình vuông 14. Nó có loại vuông 15 nữa nha cả nhà. Thì ở đây mình muốn cho cây thang này nó nhẹ để mình di chuyển để mình làm trong gia đình hoặc là ngoài nhà, nhà vườn đó cả nhà. Thì mình sẽ làm là vuông 14 và một thanh bốn thanh đứng thì phải là vuông 20 nha. Thì vuông 20 này thì mình cắt cái chiều dài của nó là 1m2 nha cả nhà, 1m2. Đây 120 đó là 1m2. Còn những cái mỗi một bậc như vậy là mình đã cắt rồi, mình có số đo đây hết đó. Một bậc là nó là 39 nha. Một lát thang gì là 39, cái này là 33, còn cái này là 27, cục này là 27. Rồi ở trên cái đầu thang á, thì mình đã có cắt miệng liếp, mình làm một cái một miếng cái đầu vuông để một lát mình lợp sắt hộp 13 26 vô nha cả nhà. Còn này là vuông 25 dài 2,5 nha, là 25. Rồi bây giờ mình mời cả nhà xem mình hàng ráp vô như thế nào nha, tại vì mình cắt sẵn như vậy làm cho nó nhanh nha cả nhà, để thôi cái video mình nó dài á nên mình chuẩn bị trước hết. Rồi mình ráp xong hết trơn rồi mình sẽ đo từ quy cách lại nữa cho cả nhà xem nha, để dễ hiểu. Các bạn nào muốn làm thang tại nhà thì xem video đô mình á thì cũng dễ hiểu dễ làm nha. Rồi dưới ở đây nữa là mình có bốn cái rong đền nha cả nhà. Thì rong đền này là rong đền 60. Đây nữa mình làm cái chịu chân ha, một lát nữa mình sẽ làm sao mình hàng sau rồi sẽ nói cho cả nhà xem nha.
Cả nhà mình đã hồi sớm giờ mình đã hàn xong cái thang bốn chân nha cả nhà. Đây là cái thang bốn chân nha. Đó. Chiều cao của nó là 1m2 nha cả nhà. Là xài ống hộp 20 dưới 14 vuông. 20 vuông. Và mỗi một nấc thang là 4 vuông. Này làm cho nó ngọn nhẹ nha cả nhà. Tại vì nó không có cao nên mình không có sợ nó yếu cái cây này. Rồi một lớp mặt này mình đã đi là sắt 13-26. Thì cái mặt này á, thì là mình hàng là 25. Đó, bề ngang 25. Chiều ngang này vuông dứt nó 25 luôn nha cả nhà. Đây 25 luôn. Rồi cái chân này á, là nó, cái đầu bẹt của nó là gần 50 nha. Mỗi một cái nấc thang như vậy là 30. Đây nấc thang 30. Đây không thấy được. Không thấy nha cả nhà. Đây, mỗi bậc thang là 30 hết nha cả nhà. Mỗi một nấc thang vậy là 30 hết. Thì trên này cũng 30. Toàn bộ là 30 hết. Hoàn chỉnh một cái thang bốn chân nha cả nhà. Thì cái này nó mình kêu là cái ghế cũng là vẫn được, nhưng mà mình làm bằng sắt như vậy thì mình làm là thang bốn chân, thang chữ A bốn chân nha cả nhà. Đây nó hình chữ A hình thang đó, này là thuận tiện cho làm trong gia đình mình bắt lên nền gạch đó. Thì ở đây mình có hàng bốn cái miếng đế chân nha, để khi mình muốn làm trên gạch nền gạch bông á, mình dán một miếng cao su vô á để cho nó không bị trầy gạch nha nha. Còn mình bắt xuống đất á, thì nó không bị lún. Thì cái này thì mình cũng làm cho người ta nha. Rồi mình review lại hướng dẫn cho những anh em mà muốn làm cái thang á, thì theo xem cái clip của mình thấy có hữu ích thì cứ làm theo nha. Còn những anh em thợ nào cứng nghề thì xem ủng hộ mình nha. Rồi video mình đến đây mình cũng tạm dừng nha cả nhà. Mình hẹn lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Ok. Bye bye.